Cập nhật mới nhất về chấn thương của đối chuyền Yuji Nishida. Trong trận đấu thử nghiệm trước thềm Volleyball Nation League năm 2021, đối chuyền số 1 của đội tuyển bóng chuyền Nam Nhật Bản đã gặp chấn thương. Chấn thương của Nishida do một pha va chạm với người đồng đội Akihiro Yamauchi trong tình huống nhảy lên chắn bóng. Sau khi rơi xuống, anh đã nằm im một chỗ với chấn thương khi tiếp đất và các đồng đội cùng bác sĩ đã phải giúp đỡ đưa anh ra khỏi sàn đấu. Sau các cuộc kiểm tra y tế, các bác sĩ cho biết tình trạng chấn thương của Yuji Nishida không quá lo ngại. Nhưng huấn luyện viên trưởng đội bóng, ông Nakakashi, đã có những chia sẻ về tình trạng chấn thương của Nishida. Ông cho biết, Nishida bị bong gân mắt cá chân phải. Đội ngũ bác sĩ sẽ cố gắng hết sức để Nishida hồi phục nhanh nhất có thể. Trước mắt là hướng đến Volleyball Nation League năm 2021. Tuy nhiên, với những chấn thương kiểu này, nhiều chuyên gia dự đoán anh có thể phải nghỉ khá lâu và cơ hội góp mặt tại Ý trong Volleyball Nation League 2021 là gần như không còn. Nishida ra mắt với JTEKT Sting tại G-League vào ngày 6 tháng 1 năm 2018 trong trận đấu với Osaka Blazer Sakai. Nishida cao 1m86 với tầm đánh 3m46 và tầm chắn 3m30 đang được xem như người tạo niềm tin cho những thành công của bóng chuyền Nhật Bản. Nishida tỏa sáng ngay từ năm 2018 tại FIVB Volleyball Men Nation League khi ghi đến 24 điểm giúp Nhật Bản có chiến thắng đầu tiên trước Ý sau 11 năm. Mùa hè năm 2019, Nishida đi vào lịch sử FIVB Volleyball Men Nation League với kỷ lục 7 cú giao bóng ghi điểm trực tiếp trong trận gặp Bulgari, được ví như vua bóng chuyền Haikyuu ngoài đời thực. Quả là không sai với danh hiệu đó. Nếu trong giới bóng đá, Lionel Messi và Diego Maradona từng hút hồn tín đồ túc cầu giáo bằng chiếc chân trái ma thuật, Nishida cũng đang thăng tiến thần tốc trong làng bóng chuyền thế giới bằng cánh tay trái cực kỳ ảo diệu. Với chấn thương gặp phải trong trận đấu thử nghiệm, chắc chắn là tổn thất lớn đối với bóng chuyền Nhật Bản. Bởi chỉ vài ngày nữa, giải bóng chuyền Volleyball Nation League năm 2021 sẽ diễn ra và đội tuyển bóng chuyền nam xứ mặt trời mọc đặt rất nhiều niềm tin vào chàng trai trẻ tài năng Nishida.